Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con đừng sợ người ta, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết mồ thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Thương bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta và Ngài tiếp tục hiện diện trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang gặp đau khổ hay khó khăn. Vì ngay chúng ta đang lúc chúng ta gặp đau khổ hay khó khăn thì Thiên Chúa cũng âm thầm đang làm một điều gì đó rất to lớn cho chương trình mà Chúa muốn chúng ta làm. Một trong có nhiều cái lý do mà con đã quyết định đi làm linh mục là nhiều khi mình thấy có những cái khó khăn và đau khổ trong cuộc sống xung quanh. Nhưng thay vì mình đặt câu hỏi là tại sao những gia đình này, những gia đình kia không làm như thế này, không làm như thế kia, nhưng con đã quay lại chính mình và hỏi tôi sẽ làm được điều gì cho những đau khổ này. Có một trong những câu chuyện mà đánh động cái lòng của con để rồi mình quyết định trở thành một linh mục là khi còn đang làm tâm lý cho các em bị nghiện rượu hay là ma túy, hay là tiếng Mỹ gọi là troublemakers ở trong nhà tù. Thì có một hôm nghe tâm sự cái em này mới 17 tuổi, em gái, thì em là người Công giáo. Em nói em dùng ma túy và ba em không có thương em nữa, ba em không có cho em về nhà, mà mỗi lần về ông chửi bới tùm lum tùm la, rồi cha mẹ hay cãi nhau trong gia đình. Em cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi một hôm em đã biết là em đã có thai, nên em không dám về nhà. Em không dám về nhà nên em phải đi lang thang với lại những cái tụi băng đảng để nó nuôi em, rồi em có chỗ để em sống. Nhưng mà bây giờ em rất là muốn về nhà, nên còn mới nói với em rằng thôi để anh dẫn em về nhà, nói chuyện với lại officers để anh dẫn em về nhà, để hy vọng rằng mình ngồi mình chia sẻ với ba của em, một cách nào đó ba của em sẽ mở lòng cho em và đón em về nhà để em sanh cái đứa con này. Tại vì khi mà mình nghe là ba của em là người Công giáo thì trong lòng mình có một cái niềm hy vọng là có thể là mình vô, mình cũng ngày xưa mình đã từng đi tu thì mình cũng có thể một cách nào đó
nói với ông để mang em về và nuôi cái đứa bé. Khi dẫn em về nhà thì em mới ngồi em tâm sự với ba: ba ơi, con như thế này thế kia, và con đã có thai. Ông ba, ông bố im lặng một hồi và ông đứng lên, ông nói: mày cút ra khỏi nhà tao. Và từ đó, con không biết, nhưng có lẽ cuộc đời của em đã bị hủy hoại vì người cha không có lòng nhân từ đó. Một người Công giáo, đáng buồn thay. Nhưng đó là những một trong nhiều cái câu chuyện mà con thấy trong đời sống của chính mình. Và những câu chuyện đó đã đến trong cái lời cầu nguyện của mình. Và có lẽ Chúa cũng đã từng nói với nhiều vị thánh trước đây và nhiều các linh mục trước đây, và cũng tiếp tục nói với mình. Đó là lý do cha dựng nên con. Và thay vì mình chỉ ngón tay chỗ này, người này nên làm thế kia, người này nên làm thế nọ, thì chính mình hãy làm một điều gì đó. Thưa ông bà và anh chị em, khi mình bị từ chối hay bị ruồng bỏ một ai đó bởi một ai đó, nhất là người mình yêu thương, thì đó là một cảm nghiệm rất là khủng khiếp. Có nhiều khi chúng ta cũng bị từ chối khi chúng ta xin việc làm. Chúng ta xin vô trường đại học này, trường đại học kia không được nhận. Chúng ta bị người làm việc của chúng ta nói xấu chúng ta, tách chúng ta ra khỏi nhóm bạn bè của họ. Nhiều lý do làm cho chúng ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng, từ chối và bị ruồng bỏ. Do đó, Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đã nói với các tông đồ của Ngài: các con đừng sợ. Khi mà rao giảng tin mừng thì các con cũng sẽ bị từ chối. Nhiều khi chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm được điều đó, vì Ngài quay về quê hương của mình và Ngài đã bị chính những người làng, trong người làng lúc đó có nghĩa là những người họ hàng của mình, từ cái làng nó rất là nhỏ, cầm đá ném mình, đuổi mình đi. Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được cái cảm giác đó. Và Chúa Giêsu cũng muốn cho các tông đồ của Ngài hiểu được chuyện đó sẽ xảy ra với mình và đừng sợ hãi, vì Ngài Chúa Giêsu cũng nói ngay cả con chim trên trời, ngay nó bay trên trời, Thiên Chúa Cha cũng đã che chở nó, huống chi các con là con của Chúa, Thiên Chúa. Đó là một niềm an ủi cho các tông đồ. Nhưng chúng ta đi sâu hơn nữa, đặc biệt là cái câu cuối của bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói: ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy. Một câu nói rất là phũ phàng. Phải chăng Thiên Chúa cũng giống như người cha trong câu chuyện con chia sẻ với ông bà và anh chị em? Nếu tụi bay mà hư, tao sẽ không có chấp nhận tụi bay. Nếu chúng ta chỉ chú tâm vào cái câu nói của Chúa Giêsu thì chúng ta hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn suốt cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ kiểm thấy Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần. Nhưng sau này khi Chúa quay lại, Chúa đã cho ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa đã tha thứ cho ông. Rồi chúng ta cũng thấy rằng trong câu chuyện vào chương 25 của Thánh Matthew thì chúng ta thấy rằng ông Matthew kể lại câu chuyện Chúa Giêsu kể rằng khi mà ngày phán xét đến thì sẽ tách ra những con chiên và những con dê. Những con chiên tốt lành thì được chủ chăm sóc, còn những con dê thì bị từ chối. Nhưng khi chúng ta đặt câu hỏi là tại sao những người bị từ chối, tại sao những người thành dê mà không phải thành con chiên? Chúa Giêsu cũng đã trả lời câu hỏi đó cho chúng ta: khi ta đói, ngươi không cho ta ăn; khi ta khát, các ngươi không cho ta uống; khi ta là khách lạ, các ngươi không chào đón ta. Vậy thưa ông bà và anh chị em, giáo hội Công giáo không
có coi Chúa Giêsu là xa lạ, nhưng Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống của từng người Kitô hữu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và tha thứ. Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta như người cha trong câu chuyện con mới kể. Nhưng chính chúng ta là những người đã chọn lựa con đường để tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi lần chúng ta đọc kinh hay sinh hoạt như thế này, chúng ta cũng nghe nhiều lời Chúa nói: hãy đến với Thầy, hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Nhiều khi các đức giáo hoàng, các đức giám mục hay các linh mục của chúng con cũng cảm thấy buồn rầu vì những lời giảng của mình. Giáo dân nghe đó, cha giảng hay đó, sơ giảng hay đó, thầy giảng hay đó, nhưng cái lời giảng của họ, của các vị linh mục, các vị thầy đó không được đi vào cái đời sống của con người. Nó hay tại vì nó ngắn, tại vì nó có nhiều chuyện vui, tại vì nó không làm cho con ngủ, nhưng nó không đi vào lòng của con, để rồi con về nhà con muốn trở thành một người thánh thiện. Bất cứ một bài giảng nào khi chúng ta về và chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, đó mới là một bài giảng hay. Vậy thương bà và anh chị em, nhiều khi giáo hội cởi mở cho chúng ta nhiều cái buổi sinh hoạt, nhiều cái buổi tĩnh tâm, nhiều cái buổi như hôm qua ở địa phận tổ chức những cái lớp học, những cái lớp đào tạo để cho chúng ta nhận thức được chúng ta đang làm gì, những gì chúng ta làm trong thánh thể nó có ý nghĩa gì, các bí tích trong đời sống của giáo hội có giúp chúng ta điều gì, chúng ta không màng để chúng ta nghe, thì làm sao mà đời sống của chúng ta được thăng tiến được. Vậy thưa ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không từ bỏ chúng ta và chẳng bao giờ từ bỏ chúng ta vì lòng thương xót của người. Nhưng phải chăng chính chúng ta là những con người lười biếng, những con người ích kỷ, những con người cứ nghĩ rằng chúng ta có thể sống 100 năm và ngày mai chúng ta vẫn có thể sống, để rồi một ngày nào đó chúng ta phải hối hận vì chúng ta không phải là chiên mà chúng ta là dê. Nguyện xin cho ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta để chúng ta đón nhận hình ảnh của Chúa trong từng người giáo dân, trong người, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, và ngay cả trong người kẻ thù, ngay trong những người mà chúng ta không có, tiếng Mỹ gọi là get along, không có hợp. Xin cho chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa trong lòng của họ. Và trong bí tích thánh thể này, chính mỗi người chúng ta cũng đặt câu hỏi: sự đau khổ vẫn còn tồn tại và vẫn còn tồn tại cho tới ngày tận thế. Vậy khi chúng ta nhận mình và máu Chúa vào lòng của chúng ta sẽ làm gì với cái ân sủng đó, để rồi chính chúng ta trở thành khí cụ của tình yêu và niềm hy vọng cho thế gian, cho cộng đoàn và cho gia đình chúng ta. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.